Này, em rất tới đây. Là phong cách, rất là xinh. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyên Thảo. Nguyên Thảo, Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi. Dạ. Rồi mình cứ đợi bạn trai của mình ra rồi mình sẽ chia sẻ ha. Dạ. Xin mời bạn trai. Gì cười dữ vậy anh Linh? Ủa là diễn viên hả? Dạ không. Không diễn xuất dữ quá ha. Ủa đi bán gì đây sách lụm gì hả? Dạ không. Đồ nghề của em. Đồ nghề hả? Bạn tên là gì? Em tên là Nam, Phạm Thành Nam. Làm nghề gì? À, em là kỹ sư máy tính. Chị thấy em cầm cái gì vậy? Dạ em đem quà tới tặng cho hai anh chị. Thì quà này là do tay tính chính em tự làm luôn. Wow, tặng cho chị hả? Dạ cho chị với anh Quyền Linh luôn. Có quà anh Linh ơi, có quà, có quà. Có quà đúng không? À, chị nào mới tặng? Dạ giờ tặng. Vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện. Dạ. Dạ em tặng. Tôi không thích hối lộ dạ, nha. Chị anh Quyền Linh đưa chị dạ. Chi? Không, dạ của chị rồi có anh Quyền Linh em đâu qua bển tặng được. Vậy chút xíu nữa thì nào mà ảnh qua anh coi mặt á mình tặng ảnh. Dạ. Nha, rồi chị cảm ơn. Thôi chị nào kết thúc đi tôi mới nhận. Không, tôi nhận trước tôi có hứng thì tôi mới làm việc được chứ. À, em giới thiệu sơ về công việc của mình đi. Dạ em là đang là chủ shop đồ da handmade. À vậy là chắc chắn cái này là đồ handmade rồi phải không? Dạ. Công việc có chiếm nhiều thời gian của em không? Dạ chiếm nhiều thời gian chị. Rồi có lúc thời gian nào rảnh rỗi để mà đi chơi rồi mình mới kiếm bạn trai rồi được chứ? Dạ có, nói chung là công việc của em là tự mình làm chủ bản thân của mình. Nhưng mà em thì thuộc dạng hơi mê việc đó, em làm tới hồi nào xong thôi à. Đẹp quá ha. Dạ. Rồi cửa hàng mình vậy là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chị. Hết rồi thời gian rồi, giả tỷ có bạn trai thì mình sắp xếp làm sao, mình giao cho nhân viên coi cửa hàng mình đi hẹn hò được không? Dạ được, dạ được. Được phải không? Dễ thương quá. Mình không thích ai mà có nhận quà khen hoài được kỳ. Hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá. Dạ, dạ, dễ thương. Dạ. Tính tình em rất là nghệ sĩ. Dạ. À, nhìn tưởng đâu là họa sĩ. Dạ em dạy văn nghệ sĩ hả? À, công việc chính của em là gì? Là lập trình viên á. Lập trình viên bao nhiêu? Dạ. Lâu rồi? 10 năm. Ngồi máy tính suốt. Dạ. Đúng không? Suốt ngày máy tính thôi. À, lên mạng này kia chắc cũng tìm bạn gái trên mạng là nhiều lắm rồi đúng không? Dạ có tìm bạn gái trên mạng. Gặp chưa? Đó cái là cái người yêu đầu tiên của em làm quen trên mạng. Trên mạng? Dạ. Yêu nhau được mấy năm? À, cũng được 5 năm. Quen nhau lâu quá rồi cái tình yêu nó phai nhạt. Xong rồi bạn nói chia tay. Xong cái nói vậy thì cảm ơn em. Chia thì chia. Vậy là cũng chưa yêu người ta rồi. Khi bạn nữ nói chia tay thì mình nói, dạ. Mình cũng phải quyến lý. Không, em lúc đó rất là khóc lóc. Ủa sao vậy em? Năn nỉ này kia chứ, tìm hiểu lý khóc, do chứ. Khóc với anh. Hả? Có khóc. Có khóc không? Dạ có khóc. Bạn có thất tình sau đó không? Dạ thất tính giờ đó anh. À, vậy còn Thảo thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có chứ chị. Tụi em quen nhau lúc còn học sinh viên thì quen nhau được 4 năm. Xong rồi cái ra trường thì... Giống bên kia luôn hả? Đừng nói chia tay 4 năm luôn rồi nha. Dạ có khi nào gặp em... lại là người yêu cũ ngồi kia không? Rồi sao nữa? Dạ thì em chia tay bạn trai thì cũng được chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Ừ. Dạ. Rồi trong suốt 3 năm qua là mình không có tìm được một người nào cho mình nữa. Dạ. Em tự giới thiệu cho mình một chút đi, em thấy mình có những cái điểm mạnh nào rồi những điểm yếu nào? Dạ điểm mạnh của em là khéo tay với lại có ốc thẩm mỹ một chút. Còn điểm yếu của em thì em bị bệnh lười. Bệnh lười là sao? Là có nghĩa là do là em mê việc quá nên việc nhà của em thì lười. Là vô nhà cửa bề bộn tùm lum. Dạ không, dạ không, có nghĩa là em thì em sống tự lập hồi đó giờ. Thì hiện tại là em sống một mình em với em gái của em thì em cũng làm hết. Nhưng mà dạng như mình làm hết mà cái tư tưởng mình là lười. À, cái quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị. Mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu mới cho mình là như thế nào không? Cũng đơn giản lắm chị. Mình cần một người đàn ông chín chắn. Nói chung là đừng có khô khan quá, biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút. Nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn. Em rất là năng động, em rất là duyên dáng, model nữa mà giỏi nữa thì tại sao mình không có bạn trai? Dạ em không biết nữa, cũng gặp đối tác nhiều, cũng gặp khách hàng nhiều, rồi người thân cũng làm mai. Mà không biết hình như người ta không thích em. Ủa, lý do tại sao người ta không thích? Dạ em không biết chứ em biết là em thoát ế rồi chị. Rất là xinh luôn anh Linh mà không hiểu tại sao mà lại là không có bạn trai. Rồi bạn nam, lý do là tại sao ế? Cái công việc của em nó ít tiếp xúc với mọi người nhiều.
chủ yếu là với máy móc, ít cơ hội gặp gỡ các bạn nữ. Rồi bây giờ tìm người yêu tiêu chí như thế nào? Tiêu chí của em về bạn gái thì là 3 dê, 3 chữ dê: duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Duyên, cái này nó mâu thuẫn gì ta? Dạ, dạ. Duyên dáng, dịu dàng, dữ dội. Dạ. Bên đây mình có dữ dội gì không? Duyên dáng, dịu dàng là thấy có rồi đó. Dạ, dư luôn chị. Dư luôn. Ví dụ em thì sống độc lập từ nhỏ cho nên là tính tình em quyết đoán lắm. Em thích làm gì thì em suy nghĩ kỹ rồi em làm, em ít khi nghe lời khuyên của ai hết. Trời ơi, rồi mai mốt có bạn trai mình muốn bất đồng quan điểm rồi mình không nghe bạn trai mình khuyên hả? Không, thì ảnh phải thuyết phục được em. Thuyết phục có khó lắm không? Dạ thì có lý là mình nghe à chị. Bạn có đặt ra cái mẫu người đàn ông của mình ngoài cái điều hồi nãy bạn nói về vóc dáng, ngoại hình hay là tính cách, có cái gì điều gì đặc biệt mà bạn cần có không? Cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Dạ. Em kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Rồi có cái điểm gì em không thích ở cái người đàn ông không? Không thích là hút thuốc nè, nhớ lại làm biếng. Sao có làm biếng không em? Em thì không làm biếng, hơi lười à đó. Em có nghĩ rằng có một tình yêu sét đánh không? Có. Thế nào có. Là sét đánh? Giống như là mình nhìn lần đầu tiên mình cảm thấy là nó rung động và mình giống như là thôi thúc mình muốn gặp lại người đó. Ví dụ tình yêu sét đánh là nó không có bền vững, đôi khi là sét xong hết sét là thôi. Không, chỉ thoáng qua thôi đó. Em không nghĩ như vậy đâu. Cái sét đánh ra nó là cái động lực đầu tiên để cho mình có cái cảm xúc mình đến với nhau nó dễ hơn. Và từ đó mình mới tạo được cái mối quan hệ lâu dài hơn. Em có bị sét đánh lần nào chưa? Dạ em bị đánh rồi. Đánh giữa đồng hay đâu? Dạ, đánh ở giữa công viên Đầm Sen. Thế còn bạn nữ mình thì sao? Đó giờ em có gặp cái đối tượng nào mà em thấy rung động với cái nhìn đầu tiên chưa? Dạ có chứ chị. Mình làm nghệ thuật mình yêu cái đẹp mà không có chứ. Rồi thường em thấy những cái mối quan hệ đó nó có những cảm xúc đó nó có lâu dài không? Nếu mà em trải qua thì là không. Mình thấy mình thích nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy tính tình anh không có hợp. Dạ. Có nghĩa là đầu tiên mình gặp thì mình vẫn bị sét đánh. Dạ. Nhưng mà sau đó là đánh xong rồi tỉnh rồi là thấy không có được. Cái quan điểm của hai bạn này có hơi khác nhau đó anh Linh. Bị sét đánh rồi hả? Đánh rồi. Dạ. Đánh ở đâu? Ở giữa đường hay giữa đầu? Dạ ở giữa đường. Anh bên kia rất là nghệ sĩ đó. Em thấy sao? Phải kéo màn lên mới thấy được anh. Đó. Giờ mà có cái anh bên đó mà coi được, em ngồi em cứ mần mò suốt ngày cho chị nha. Giống như là em đang làm đồ handmade vậy. Nhanh lên đi, anh bên đây em thích lắm rồi nè. Anh ngồi anh cười hoài nè. Cho coi. Dạ, đó chứ. Dạ chị. Đâu xây đằng sau lại coi. Dạ. Mũ đen này cũng ngộ à. Em cũng mới xuống tóc bớt đó. Ủa chứ hồi đó tới đâu lận? Dạ tới hơn vai nè. Chi vậy? Dạ cho đỡ tình cắt tóc. Mày có chí không? Dạ không. Mấy ngày mới gội đầu một lần? Tuần 2-3 lần, khoảng có 3 lần. Tại vì người ta nói đâu cần gội nhiều, gội nhiều hại tóc. Mà bây giờ hỏi nè, bán gì vậy? Dạ cái này là em gửi tặng. Tặng mà đợi nhắc nhở nữa, người ta tràn qua là phải tặng liền. Dạ, đây tặng. Tại chị ló đầu qua là em mới tặng được. Ló nãy giờ. Dạ. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm, này của anh Quỳnh Linh. Cảm ơn em. Bây giờ rồi. Mình cho hai bạn gặp nhau đi. Phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ chào anh. Dạ, anh cũng quà tặng em này, anh tự làm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, dạ em cũng có quà. Rồi, tặng. Cảm ơn em. Dạ. Em có muốn hỏi gì anh không? Dạ bối rối quên hết. Nó xét chưa? Rung rung vậy á. Sét nó đánh rung rung giờ quên hết trơn rồi. Dạ. Coi quà đi, coi người ta tặng quà gì còn yêu hơn nữa. Em tặng trong đó một cặp. Nếu mà không được thì anh xài luôn cặp đó. Nếu mà nếu được thì anh trả lại một cái. Trả lại cái. À. Này chắc trả lại em một cái đó. Em tặng tiếp em cái này. Là cái khung hình. Dạ em cảm ơn anh. Hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này. Em cũng có quà tặng anh. Ủa sao nay ngày nay tặng quà hả ta? Dạ, cho em gửi. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi, có quà tốt rồi. Thế này anh tự làm hả? Em làm hả? Còn hoa? Hoa em cũng làm luôn. Thiệt không? Dạ. Cái kẹp đó ai làm? Cái kẹp một. Một phút rưỡi nữa, nào hết 30 giây tặng quà rồi, nhanh. Em có dự định kết hôn trong thời gian bao lâu? Tìm hiểu mà thấy được thì mình tiến tới thôi chứ không có cần không, phải thời gian bao lâu. Không cần giới hạn đúng không? Dạ. Rồi. Thôi cho em... Cho gì? Cũng chuông đi.
Vô ngủ chút ra. Một. Thôi đêm. Đi ngủ đi. Gãy cho hai người sao? Em cứ để nửa tiếng hai người làm gì? Hai. Thôi khỏi. Đừng đếm. Ba. Thấy trồn cao dữ vậy. Da trên da. Được không? Thấy ưng ý không? Yeah. Quá ưng đi chứ ngồi. Ưng bụng không? Dạ em cao có 1m64. Hôm nay em cố tình em mang đôi 10 phân là 1m74. Không vậy nó mới đại da. Đứng đứng ưỡn ưỡn thẳng thẳng lên chút coi đã lùng với người ta rồi mà còn. Cả người ta lại cái đi. Hai cái giống nhau. Lừa nữa. Trời ơi. Bây giờ là thay mặt cho chương trình tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Dạ, à, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể đi xem phim được rồi.